Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Luật thơ. Kết quả cần đạt: nắm được một số quy tắc về số câu, số tiếng, dần, nhịp, thanh của một số thể thơ truyền thống. Lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn và thất ngôn đường luật. Từ đó hiểu thêm về những đổi mới sáng tạo của thơ hiện đại. Biết lĩnh hội và phân tích thơ theo những quy tắc của luật thơ. Một La Mã khái quát về luật thơ. Một, luật thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách hiệp dần, phép hài thanh, ngắt nhịp trong các thể thơ được khái quát theo những kiểu mẫu nhất định. Ví dụ, luật của các thể lục bát, song thất lục bát, ngũ ngôn và thất ngôn. Các thể thơ Việt Nam có thể phân chia thành 3 nhóm chính. A. Các thể thơ dân tộc gồm lục bát, song thất lục bát và hát nói. B. Các thể thơ đường luật gồm ngũ ngôn, thất ngôn, tứ tuyệt và bát cú. C. Các thể thơ hiện đại gồm 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, hỗn hợp, tự do, thơ, văn xuôi. 2. Sự hình thành luật thơ cũng như sự vay mượn, mô phỏng và cách tân các thể thơ đều phải dựa trên các đặc trưng ngữ âm của tiếng Việt, trong đó tiếng là đơn vị có vai trò quan trọng. Tiếng là đơn vị cấu tạo ý nghĩa và nhạc điệu dòng thơ, bài thơ. Ngay tên gọi các thể thơ cũng căn cứ vào số tiếng của dòng thơ. Thể lục bát 6 đến 8 tiếng, thể ngũ ngôn 5 tiếng, thể thất ngôn 7 tiếng. Tiếng gồm 3 phần: phụ âm đầu, dần và thanh điệu. Dần thơ là phần được lặp lại để liên kết dòng trước với dòng sau. Ví dụ, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Vị trí hiệp dần là một yếu tố quan trọng để xác định luật thơ. Mỗi tiếng có một trong số 6 thanh điệu: thanh, ngang, huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã. Theo truyền thống, người ta phân chia các thanh có đường nét bằng, ngang và huyền gọi là thanh bằng, và các thanh còn lại sắc, nặng, hỏi, ngã có đường nét gãy, đổi hướng là thanh trắc. Sự luân phiên đối xứng và hài hòa của các thanh bằng trắc tạo nên nhạc điệu thơ. Các tiếng có thanh bằng hay trắc ở những vị trí không đổi tạo chỗ ngừng, sự ngắt nhịp. Số tiếng chẵn hoặc lẻ ở cuối vế dòng thơ tạo nên nhịp độ thơ chẵn hoặc lẻ. Chẳng hạn, thể lục bát có nhịp chẵn 2-2, thể ngũ ngôn có nhịp lẻ 2-3. Như vậy, số tiếng và các đặc điểm của tiếng về cách hiệp dần, phép hài thanh ngắt nhịp là các nhân tố cấu thành luật thơ. Ngoài việc căn cứ vào đặc điểm của tiếng, luật thơ còn được xác định theo số dòng thơ trong bài, quan hệ của các dòng thơ về kết cấu, về ý nghĩa. Những điều này phụ thuộc vào từng thể thơ. Hai La Mã, một số thể thơ truyền thống. Một, thể lục bát còn gọi là thể 6-8. Ví dụ, trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nguyễn Du, truyện Kiều. Số tiếng, mỗi cặp lục bát gồm 2 dòng, dòng lục 6 tiếng, dòng bát 8 tiếng. Bài thơ lục bát là sự kế tiếp của các cặp như thế. Dần, hiệp dần ở tiếng thứ 6 của 2 dòng và giữa tiếng thứ 8 của dòng bát với tiếng thứ 6 của dòng lục. Nhịp, nhịp chẵn dựa vào tiếng có thanh không đổi, tức các tiếng 2, 4, 6, 2, 2, 2. Hài thanh có sự đối xứng luân phiên bằng trắc bằng ở các tiếng 2, 4, 6 trong dòng thơ, đối lập âm dực
trầm bổng ở tiếng thứ sáu và thứ tám dòng bát. Hai nhỏ thể song thất lục bát, còn gọi là thể gián thất hay song thất. Ví dụ, ngòi đầu cầu nước trong như lọc, đường bên cầu cỏ mọc còn non, đưa chàng lòng giặc giặc buồn, bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền. Đoàn Thị Điểm, Chinh Phụ Ngâm. Số tiếng, cặp song thất, 7 tiếng, và cặp lục bát, 6, 8 tiếng, luân phiên kế tiếp nhau trong toàn bài. Dần, hiệp dần ở mỗi cặp, lọc, mọc, buồn, khôn. Ở cặp song thất thứ nhất có dần trắc, cặp lục bát có dần bằng. Giữa cặp song thất và cặp lục bát có dần liền, non, buồn, nhịp. 3-4 ở hai câu nhất và 2-2-2 ở cặp lục bát. Hài thanh, cặp song thất lấy tiếng thứ ba làm chuẩn, có thể có thanh bằng, câu thất, bằng hoặc trắc, câu thất, trắc, nhưng không bắt buộc. Ví dụ, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Đoàn Thị Điểm, Chinh Phụ Ngâm. Còn cặp lục bát thì sự đối xứng bằng trắc chặt chẽ hơn, giống như ở thể lục bát. Các thể ngũ ngôn đường luật. 3. Gồm hai thể chính, ngũ ngôn tứ tuyệt, 5 tiếng 4 dòng, và ngũ ngôn bát cú, 5 tiếng 8 dòng. Theo quan niệm phổ biến, bài thơ thuộc thể ngũ ngôn bát cú có bố cục 4 phần: đề, thực, luận, kết. Ví dụ một bài thơ ngũ ngôn bát cú: mặt trăng, dằn dặc bóng thuyền quyên, mây quang gió bốn bên, nề cho trời đất trắng, quét sạch núi sông đen, có khuyết nhưng tròn mãi, tuy già vẫn trẻ lên, mảnh gương chung thế giới, soi rõ mặt hay hèn. Khuyết danh, số tiếng, 5 tiếng, số dòng, 8 dòng, thơ tứ tuyệt chỉ có 4 dòng. Dần, một dần độc dần, theo gieo dần bằng cách bên, đen, lên, hèn. Nhịp lẻ, 2-3. Hài thanh có sự luân phiên bằng trắc hoặc niêm bằng bằng, trắc trắc ở tiếng thứ hai và thứ tư. Bốn nhỏ, các thể thất ngôn đường luật. Có hai thể chính, thất ngôn tứ tuyệt và thất ngôn bát cú. Đây là hai thể thơ có kết cấu niêm luật chặt chẽ, được nhiều người ưa thích và đến nay vẫn được nhiều người sử dụng để sáng tác. A nhỏ, thất ngôn tứ tuyệt còn gọi là thể tứ tuyệt hay tuyệt cú. Ví dụ, ông phỏng đá. Ông đứng làm chi đó hỡi ông, trơ trơ như đá, vững như đồng, đêm ngày gìn giữ cho ai đó, non nước đầy vơi có biết không? Nguyễn Khuyến. Số tiếng, 7 tiếng, số dòng, 4 dòng. Dần, dần chân, độc dần, gieo dần cách, đồng, không, nhịp, 3-4. Ví dụ, qua đèo ngang, bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều dài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà. Nhớ nước đau lòng con quất quất, thương nhà mỏi miệng cái da da. Dừng chân đứng lại, trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta. Trích bà huyện Thanh Quang. Số tiếng, 7 tiếng, số dòng, 8 dòng, chia thành 4 phần: đề, thực, luận, kết. Dần, dần chân, độc dần, tà, hoa, nhà, gia, ta. Nhịp, 4-3. Hài thanh theo mô hình sau. Luật thơ thất ngôn bát cú rất chặt chẽ, một mặt là luật hài thanh đối xứng giữa các tiếng 2, 4, 6 có thể theo thế trắc hoặc theo thế bằng. Mặt khác, đòi hỏi phải niêm dính giữa các dòng 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 1, 8.
về bố cục, bài thơ chia thành bốn cặp, hai dòng đầu là để phá đề và thừa đề để vào bài văn, hai dòng tiếp theo là thực để giải thích rõ đề. 2. Dòng luận để bàn luận, hai dòng kết để theo kết bài. Như vậy, thơ Đường Luật hết sức chặt chẽ, cũng vì vậy mà rất gắn bó và khao khát diễn đạt những cảm xúc phóng khoáng, nhịp điệu rộng mở. Ba La Mã, các thể thơ hiện đại. Phong trào thơ mới 1932-1945 đã mở đầu cho việc đổi mới thơ Việt Nam. Nhiều thể thơ hiện đại xuất hiện từ đây. Các nhà thơ trong phong trào thơ mới đã tiếp nhận ảnh hưởng của thơ Pháp và đổi mới luật thơ cũ. Phong trào thơ mới đã dứt đi nhiều khuôn phép xưa, song cũng nhiều khuôn phép do nhân đó sẽ thêm bền vững. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi Nhân Việt Nam, Nhà xuất bản Văn học Hà Nội 2003. Các thể thơ Việt Nam hiện đại rất đa dạng và phong phú. 5 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, hỗn hợp, tự do, thơ văn xuôi. Và chúng ta vừa tiếp nối luật thơ trong thơ truyền thống, vừa có sự cách tân. Ghi nhớ, trong luật thơ, tiếng là đơn vị quan trọng. Số tiếng định hình trong dòng, sự phối hợp thanh điệu, sự liên kết bằng dần của tiếng, sự đối lập hay kết dính ở dòng trước với dòng sau, cách ngắt nhịp thơ đều trở thành những quy tắc của thơ ca truyền thống, đặc biệt là các thể thơ Đường Luật. Thơ hiện đại đã biến đổi nhiều, tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn dựa trên các quy tắc trong thơ truyền thống. Luyện tập. Phân biệt cách gieo dần ngắt nhịp và hài thanh của hai câu thơ bảy tiếng trong thể song thất lục bát với thể thất ngôn Đường Luật qua các ví dụ sau. A. Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức mây. Chín lần gươm báu trao tay, nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh. Đoàn Thị Điểm, Chinh Phụ Ngâm. B. Cảnh khuya, tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nổi nước nhà. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.